Tại cái hở là trời kỳ là mà mắt sinh ý tờ à người cái có mà thằng này phân hiểu nghe hả mày hãy đi coi liền ngầu gì nó là lotus root ball nó hả xong rồi để linh lịch chân gà ok so far có cái recipe này thì xong rồi dầu 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 try tổ mô à hữu xịt mô à à đi cái xíu lý cái tài liệu à so ý tờ là hay 250克嗰個蓮藕咯，嗬，蓮藕我哋就拎嚟剁碎去咗咯，嗬，跟住半隻carrot 咯，啊，又係剁碎咗咯，跟住呢個係嗰個素肉咯，素肉你可以用咩素肉都得嘅，你要用 Harvest Ground 乜又得，Omni Meat 又得，哦，你愛咧就自己攞香酥雞侵嗰個豆腐都得。啊！我依個咧就係 Harvest Gourmet 嗰個肉碎咯，嚇啊！就有姜咯，姜蓉咯，頂有嗰個 corn flour 1 tablespoon 咯，頂鹽啊、胡椒粉同埋嗰個 mushroom essence 半匙羹咯，嚇、啊。跟住依度咧，大約係一隻嗰個 carrot 咁樣，你切係噴啲，陣間我哋拎嚟擠嗰個蓮藕丸響上高蒸噶啦。嗬，佢就咁樣啦。個汁咧就有半碗水啦，半碗水入邊係咪？我擠咗 1 teaspoon 嗰個豉油，1 teaspoon 嗰個糖，同埋 half teaspoon 嗰個 pepper 咯，嚇。所以就有3粒至4粒嗰個 sheeted mushroom 啦，你又 chop 碎佢咯，睇你愛多就愛少咯，呢個嗬。頂就有嗰個蠔油咯，蠔 oyster sauce 啦，1 tablespoon 咁樣咯，未到 1 tablespoon 啦呢度嚇，咁樣咯，材料就係好簡單嘅，呢個又係姜咯嚇。啊！而家係咪？我就擠嗰個 lotus root 啦，嚇！啊，喺個煲嗰度，喺個mixing bowl 度嗰度，跟住咧就嗰個 carrot 咯。跟住咧，我哋就擠半匙羹嗰個剁碎咗嘅姜落去咯。這個咧就係個鹽同胡椒粉啦。啊，我攪勻佢先。跟住咧，我個素肉我就擠曬落去咯。我哋就松啦，而家搅匀佢啦。嗱，而家你睇下，我哋松啦，搅匀佢咯。嗱，个碗呢度搣碎系咪？跟住你可以用香酥鸡都得嘅。香酥雞你打碎佢係咪？你就愛侵一啲豆腐落去，咁樣就係咁樣嘅咯。所以你嘅材料係又係一樣嘅。你睇你蓮藕同個香酥雞你可以擠 1:1 or 70% to 30% 咁樣，78%個香酥雞38%蓮藕又得咁樣
sơ nà, cho hãy cảm ơn người lắm. Ngồi cho ca tị ngồi của phần nó hay là sang phần nó hay là sang phần hãy bị hề liền mà nhất chạy à. Hãy có thể có ta hề mù sấy phần mày hủ to lấy họ gì liền ta mà nhất chạy lấy lấy chẳng sấy ca cầm to sang phần nó cho ca xíu tí lắm. Này thấy hình ngành chó ngành chành chó à mấy thì không需要không水分冇咁多你就唔需要挤咁多粉落去咯就咁样咯你自己爱睇到佢好似硬净啊可以捞佢唔会散啊就得噶啦因为喺个肉咧 harvest 咁个肉佢已经有咗 season 咧我哋加頭先加啲 seasoning 咧，係因為有蓮藕啊，有嗰個 carrot 啊，所以比起入味啲咯。OK， 而家嗰個 paste 整好咗係咪？我就係洗下手係咪？所以我哋就擠落去就可以 steam 噶啦，碟係咪？咁樣咯，貼碟咯嗬。你蒸嘅，跟住你就擺嗰個 carrot 落去先。有 carrot 落去系咪？跟住咧，我就滗嗰个整起 into 一个波挤上面咯，睇到冇？咁样啊嗬，你就 roll 一下去咯 ，roll 一下去，跟住你就挤面咯，啊，睇你爱 roll 几大只咯，嗬，啊，你就搭上面咁样咯，啊。咁樣啊，大隻。你我撳一撳佢咯，嗬，啊，俾佢 stable 落去咯。整好咗系咪？就系咁样噶啦，阵间我挤落去蒸咯。依个咧就有剩咗嗰啲paste 系咪？你拎嚟拆 into balls 系咪可以当系 meat balls for spaghetti 咯？哦，你有 air fryer 挤 air fryer 挤张纸响个 baking 纸响嘅 air fryer， 你拎嚟焗又可以。阵间我 show 你点样系咪？同你分享点样嚟煎咯。煎咗你兩邊撳一下，你夾麵包又好好食嘅啊！依個來蒸，而家我就攞去蒸啊！個水又滾滾，你蒸係15分鐘咁啊得噶啦，咪落去，所以我哋冚住個蓋咯，收15分鐘咯。而家咧，我哋就嚟整嗰個煮嗰個汁啦嚇，就咁樣嘅啊！我哋就擠嗰啲豉油水啊。姜蓉啊，擠一啲入落去，少少就夠噶啦油。跟住我哋包下個 sheeted mushroom 咯。你擠 sheeted mushroom 又得，普通冬菇又得，你浸幾隻就得噶咯。擠一啲麻油落去，
mà dầu tay á half teaspoon của đó. Thanh chị lên người để tay thật sấy lại đó. Dạ, người để tay ngoài cho hồi vậy. Hồi dầu là hơi lắm. À. Số hè ổ can tan rồi lại rồi sốt rồi còn bánh chỉnh cho hè mấy cái gì ngồi ta cái tí cornstarch solution đó tất cả hay quấn chặt nó hả? Xong rồi để cạo lại một xíu. Xây lọ hình đó okay. À, chú ý nó là sốt này cảm ơn người làm ăn xây sàn rồi nhìn gọi tổ đó các người chinh sẩm phân chung ở bây giờ chinh hữu chó hay dài cảm ơn người lo hả cánh chè bán ngồi giờ và lo tí cơ thầu xin bị lì thay do tung cú chấp xây lọ hình而家我就倒啊加落去咯嚇，啊就係咁樣噶啦。OK。跟住咧，我哋面頭咧，我哋就擠一啲嗰個咩嘢咯，嗰個辣椒咁樣咯，俾佢紅紅地咯。就係咁樣噶啦，好簡單啫。整好咗，so 我就希望大家中意啦，嗬？依個就係嗰個蓮藕丸咯，lotus root ball 咯。嚇，佢係蒸嘅咯，酥就係好好食嘅咯。陣間咧，我就煎嗰啲俾你哋睇，大家 show 俾大家睇啊！頭先我哋嗰個 paste 剩咗㗎，係咪？而家我就整一粒粒拎嚟 fry 咯，fry 咗你拎嚟做丸又得，你拎嚟做 burger 夾麵包又得，啊！煮面擠落去又得，嗱，而家我擠油落去，所以咧，陣間我哋就擠落去俾佢咩，俾佢煎。
你擠落去，你愛鹽又得，你愛扁又得，我就比較中意扁扁地啦，咁樣咯。所以你中意愛點食都得咯，嚇。可以當魚餅啊，得。係嗰個你整咗啊，你未煎到啊，個 base 淋咧，你擠翻嚟雪櫃一下，冇俾佢咁淋，因為淋個頭咧，你就比較艱難煎。現在我們就煎好了那些蓮藕波蘇，那些蓮藕丸，我就整扁起，就是這樣的，你就可以拿來做 spaghetti 啊，又可以，你拿來就這樣 dip sauce 啊，拿來點辣椒啊，又可以，夾麵包又可以，什麼都很好吃的，這個，就是這樣咯，今天就是跟你們分享這些咯，希望呢大家中意啦，嗬，拜拜，再见，你帮我 like 同 subscribe 啦，share 俾朋友啦，嗬，